Giờ này thì hơi tối rồi, quay anh hơi hơi bị tối đấy, nhưng mà chúng ta đang đi lúc này là 9:27 ngày 20/4/2012. Về chúng ta về nhà chắc tầm khoảng độ 9:30 hơn một tí để mà chuẩn bị ngày mai Red Fox Bikers Club sẽ offline. Anh thấy ngày mai chúng ta sẽ có cái gì mới hả anh? Nói chung là mai là tinh thần là có rất là nhiều cái mới. Vâng. Cái mới đầu tiên là sẽ có thêm thành viên mới. Vâng, ai ạ? Thứ nhất là có thể là anh Trương Tiến Trí. Vâng. Thành viên thứ hai có thể tham gia ở khúc giữa của lộ trình là anh Nguyễn Huy Cường. Vâng. Cái mới thứ hai là đội Baker sẽ có đồng phục. Vâng. Đồng phục chuyên nghiệp hơn. Vâng. Mà đeo kiến nhìn có vẻ yếu đuối quá nhỉ. Vâng. Không được anh ạ. Đấy, mẹ đây, anh đang đi Lexus đấy, thì mẹ hoành tráng. Đấy, và nhạc hay rồi anh tiếp tục. Vâng. Tối chạy Lexus, sáng chạy xe đạp. Vâng. Anh như nào nữa anh? Ngày mai chúng ta dự kiến lộ trình thế nào anh? Đi bao nhiêu cây, đi đến đâu? Ngày mai chắc đội nhà mình xuất phát từ 6 giờ sáng nha. Vâng. Lộ trình mình sẽ đi từ đầu đường Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát, chạy tới khu vực chỗ Nguyễn Lương Bằng đón anh Trương Tiến Trí. Sau đó mình tập kết và đi tới khu vực chỗ nhà anh Long. Và thẳng tiến tới khu vực Trung Sơn đợi anh Hảo vừa đờ. Anh Hảo vừa đờ là thành viên rất là tích cực. Để mà đến được Trung Sơn là anh Hảo cũng chạy đâu đó là khoảng 10 đến 15 km từ nhà Tương Tạo, khu nghiệp Tương Tạo qua bên khu vực Trung Sơn Nguyễn Linh. Sau đó cả đoàn tập trung và sẽ hướng về quốc lộ 1A. Trên đường đi sẽ chào đón thêm thành viên mới nữa là anh Nguyễn Huy Cường. Chắc là anh em sẽ tùy theo sức khỏe của mọi người. Mục tiêu là ai khỏe nhất sẽ chạy đâu đó là trung bình là khoảng 50 đến 55 km cho cả đoạn đường quay đi và về. Vâng. Quan trọng là các thành viên hôm nay rất là happy, là hội trưởng đã động viên anh em bằng cách là tặng cho mỗi thành viên bộ đồ. Bộ đồ như nào anh? Nói chung bộ đồ rất là hoành tráng. Đây 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 đây, đây cái túi bộ đồ đúng không? Bỏ tao lấy cái lấy á. Vâng, thì mẹ sâu hàng cái. Đây bộ đồ đây. Đấy, rất là đẹp. Nói chung là đồ rất đẹp. Đồ màu xanh đen. Đen hay màu xanh đen nhỉ? Xanh đen và viền vàng. Không, mà mỗi người một màu anh ạ. Mỗi người một màu à? Vâng, tức là xanh đen thì đúng rồi, nhưng mà cái viền ấy, viền vàng thì có thể là người màu xanh, màu trắng này, hoặc là màu xanh da trời này, hoặc là màu đỏ này. Đấy, kiểu như vậy, đấy, kiểu như thế. Vâng. Đấy, rất là hoành tráng. Quan trọng là quần thì nó có cái đặc điểm rất là đặc biệt, là nó có mấy miếng mút. Theo như chuyên gia anh Phạm Thành Đức có chia sẻ là mấy miếng mút. Mấy miếng mút này sẽ giúp cho các thành viên chạy xe là không bị edit, không bị đau đít để đau mông, nói cho lịch sự đau chim. Cơ bản là phim mút này đã giúp cho anh em nếu mà có chạy quá nhiều thì không bị lo lắng vấn đề là ung thư tuyến tiền liệt không nhỉ. Mình nghe anh em cứ yên tâm mà chơi môn này. Còn cái gì không anh? Đây thì mẹ còn cái này nữa. Món này chắc là chơi tennis quá nhỉ. Cái này là tặng, cái này là tặng. Món này là tặng kèm hội trưởng, ngoài chuyện mà tặng cho các thành viên một bộ đồ, ngoài quần ngoài áo thì hội trưởng cũng chăm lo thêm vấn đề là mồ hôi. Tặng thêm cho anh em một cái này, này để quấn đầu đúng không anh? Băng quấn đầu. Để chặn trong quá trình mà anh em chạy xe thì mồ hôi nó không phải chạy xuống mặt, xuống trán, xuống mắt, làm ảnh hưởng đến cái năng suất đạp xe, đạp xe của anh em.
rất là quý quá, rất là quý. Nhưng mà hội trưởng rất là chăm lo cho tất cả các thành viên rồi, rất là chi tiết. Thay mặt các thành viên của hội, vô cùng cảm ơn anh hội trưởng, anh Phạm Đức. Vâng. Anh cứ đóng tiền là được. Có hội phí à? Cái này chưa nghe nói đến hội phí nha. Mai offline nhắc đến chuyện hội phí. Nói chung ấy, cứ đi đôi với quyền lợi và trách nhiệm ấy thì nó mới bền. Phải anh ạ? Vâng. Ok. Trên đường anh em về đến nhà rồi. Chắc là tranh thủ nghỉ ngơi. Chắc là nhờ hội trưởng nhắn tin nhắc nhở anh em các thành viên khác tranh thủ nghỉ ngơi sớm cuối tuần. Giữ gìn sức khỏe để ngày mai tập luyện. Dự kiến ngày mai chiến thuật của chúng ta sẽ thế nào anh? Đạp nhanh hay đạp từ từ hay là nhanh chậm? Chắc là phải, tại do ngày mai có thêm hai thành viên mới. Hai thành viên mới tham gia vô câu lạc bộ thì chắc là anh em sẽ cố gắng điều độ cái tốc độ để làm sao giúp được các thành viên mới duy trì được cái tốc độ để mà tham gia được hết chặng đường. Mục tiêu trước mắt là như thế. Hy vọng là sau một chu kỳ đi về khoảng 50 km thì các thành viên mới sẽ trưởng thành hơn. Mẹ sợ các anh ấy liệt luôn. Mẹ các anh liệt luôn đúng không? Ok, thôi rồi, thì mai chúng ta sẽ đợi xem các anh ấy sẽ xử lý thế nào. Cảm ơn anh.